Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người dân tại tỉnh Tây Ninh đang lâm vào tình cảnh khốn đốn khi phải bỏ việc, lẫn trốn do bị khủng bố mỗi ngày, thậm chí còn bị đe dọa đến cả tính mạng vì trót dai tín dụng đen với lãi suất 120% một năm. Những người dây tiền gần đây đã tá quả khi chủ nợ thông báo số tiền nợ lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi số tiền dây gốc chỉ vài chục triệu đồng. Những ngày qua, cuộc sống của những gia đình này bị đảo lộn khi liên tục phải nhận những lời đe dọa khủng bố đòi nợ. Những người vay tiền tín dụng đen đã tá hỏa khi chủ nợ buộc trả số tiền gốc lẫn lãi vượt quá số tiền gốc nhiều lần. Em có gia chị Duyên 5 triệu, rồi cái chị Duyên vô hộ cho em này kia tùm lum hết là chị Duyên kê lên cho em là 80 triệu. À, chị Duyên có hâm hù em là cứ ở hình cho em mà da mở táo anh Hải cũng có vô tận nhà em rồi bắt cóc con em rồi giết cả như gia đình nhà em em không có ở nhà em trốn không à nửa đêm em về thăm con em cái em đi tình cảnh tương tự chị BNB ngụ xã Thanh Điền phải sống trong nơm nớp lo sợ trước đây chị B làm công nhân với mức lương 5 triệu đồng mỗi tháng Năm 2015, chị trai 15 triệu đồng với lãi suất 120% một năm, tiền lãi là 1,5 triệu đồng một tháng từ vợ chồng bà BND và ông NQM cùng ngụ xã Thanh Điền. Bà D giữ lại số bảo hiểm xã hội và thẻ ATM của chị B. Mỗi tháng đến ngày nhận lương, bà D tự rút 1,5 triệu đồng tiền lãi, số còn lại đưa cho chị B. Do còn lại quá ít, không đủ tiền chi tiêu gia đình, nên chị B được bà D cho vay thêm đến 30 triệu đồng, tiền lãi 3 triệu đồng một tháng. Đến khi không thể cầm cự được, bà D tự quy tiền nợ của chị B thành tiền góp hội và từ khoảng 30 triệu đồng ban đầu, bỗng dưng đã tăng thành 400 triệu đồng. Mấy tháng dịch chị Duyên không có ngưng, không có ngân hội mà công ty thì ngưng việc, không có việc làm. Chị Duyên chồng lên, lấy tiền góp, tiền lời chồng lên, chồng lên, rồi chị Duyên mới quy ra hội, hội 10 triệu. Mà chị Duyên không có cho đóng hết cái số là, không có trừ hết cái 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 mà, mà em mượn. Chị Duyên bắt em vừa đóng hội vừa đóng lời quản sợ lo lắng về những khoản lãi vô lý đã có chính người dân làm đơn tố cáo vợ chồng bà Đê để cầu cứu gửi đến công an huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh. Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo công an huyện Châu Thành cho biết, hiện đơn vị này đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà H, gửi kèm theo đơn tố giác của những công dân khác, nhưng do mới nhận nên đơn vị vẫn chưa làm việc cụ thể đối với từng công dân liên quan để xác minh làm rõ vụ việc. Sau khi có kết quả điều tra, công an huyện Châu Thành sẽ có thông báo đến những người dân có đơn để nắm rõ vụ việc đồng thời xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật